Thứ nhất á, là cái chứng minh của cái chủ nhà, đúng không? Đó, chứng minh của chủ nhà này á, nó thật hay giả thì mình phải kiểm tra trong cả cái kỹ năng như sau. Thứ nhất á, là mình nhìn chung của cái giấy chứng này, giấy chứng minh này á, là phải ép dẻo, ép lụa, không được ép dẻo nhá, xin lỗi mọi người, cái này phải ép lụa. Đấy, đây là gọi là ép lụa. Đấy, còn cái trường hợp ép dẻo á, là nó dày hơn, đúng không ạ? Đấy, nó chắc chắn hơn. Và trong trường hợp mà ép dẻo thì mình bắt buộc phải cắt ra để mình nhìn được, biết được là cái giấy này là thật hay giả. Rồi, thì có những cái kỹ năng để mình biết được cái giấy chứng minh này thật hay giả. Thì điều đầu tiên á, là mình nhìn vào cái hình, đúng không ạ? Cái hình. Đấy, thì giống như cái vụ án tôi vừa chia sẻ lúc nãy á, thì cái đối tượng lừa đảo đó đã chụp hình của mình và ấn lên cái giấy chứng minh giả, đúng không ạ? Đó, và trở thành là cái hình của mình. Nếu người mua không để ý thì như vậy là xác định là ông chủ, cái đối tượng này là chủ của cái chứng minh này, đúng không ạ? Và cũng chủ của cái giấy chứng nhận này. Đấy, và như vậy á, là mình đã bị lừa đảo, đúng không ạ? Bị lừa. Thì trong trường hợp này mình phải chú ý này, ở đây có một cái chứng minh á, đúng không ạ? Có cái hình ở đây và có cái dấu đóng dép lai. Cái dấu đóng này là dấu nổi mọi người nhé. Đấy, nó nổi, nó vòng tròn từ cỡ khoảng 1/3 của cái hình này qua bên cái giấy chứng nhận, cái giấy chứng minh, đúng không ạ? Mình thể hiện ở đây là mình cảm thấy nó lần cân này, và mình biết được rằng là ở đây là đóng là cùng một lúc, đúng không ạ? Đây. Đấy. Cho nên mình mò ở đây mình cảm thấy lần gần và có cái tròn, rất là tròn, thấy không? Đấy, cái hình dấu ở đây, dấu chấm like ở đây. Đấy, nó thể hiện rất rõ mọi người nhá. Đây, đây có cái dấu đây. Rồi, ok. Thứ hai nữa là mọi người chú ý này. Ở đây là có lỗi, nhưng mà lỗi này á là coi như lỗi cố ý, mọi người chú ý này. Đây, tôi đi đưa sát vào đây cho mọi người thấy này. Cái chữ nơi đăng ký hộ khẩu này, cái chữ nơi này, đúng không ạ? Là nó có cái gạch ở đây. Gạch này là gạch lỗi, như lỗi cố ý. Tất cả những giấy chứng minh đều có cái lỗi này, nhưng mà cái lỗi này là lỗi cố ý. Đấy, mọi người chú ý nhá. Đây, nó có cái gạch ở chỗ chữ nơi đấy. Đấy, gạch ngang ở đây. Đây là lỗi cố ý. Rồi, ok. Đấy, và mình chú ý đến cái giấy chứng minh nhá. Thấy không? Giấy chứng minh cái phần ở phía sau đấy, thì ở đây nó có cái phần là dấu hiệu riêng nhận dạng, đúng không ạ? Ở đây ví dụ như ở đây cái chứng minh này, chứng minh thật ở đây thì nó thể hiện là sẹo bầu dục, đúng không ạ? 0,5 cm nhân với 0,3 cm đấy, trên sau cánh mũi phải. Thì mình để ý cái nhận dạng, đúng không ạ? Có nốt ruồi hoặc cái sẹo ấy, thì mình nhìn vào cái này xem thử cái người đưa cái giấy chứng minh của mình và cái hình thật, thấy không? Có cái sẹo này hay không, có cái nhân dạng này hay không, đấy, để mình biết được là một người hay là hai người nha. Và sau đó thì mình sẽ xem thêm ở cái dấu vân tay nha. Ở trên á, thì đây gọi là ngón trỏ trái, ngón trỏ trái là ngón này, đúng không ạ? Rồi ở dưới là ngón trỏ phải. Thì bây giờ khi mà mình ký hợp đồng, mình sẽ lăn tay, đúng không ạ? Mà nhìn vào cái dấu vân tay ở đây để mình biết được là cái dấu vân tay này có thật là của cái người mua bán với mình hay không. Đấy, mình nhìn mắt thường cũng đã thấy rồi, đúng không ạ? Và nhớ này, nghĩa là khi mình lăn mực á, mình lăn nhạt thôi thì nó thể hiện cái đường vân tay ở trên giấy. Còn mình lăn mạnh nhiều mực quá thì lại là bị nhòe đi, không nhìn thấy ha. Rồi, ok. Đấy, cho nên là cái cách nhận biết cái giấy chứng minh giả thật là nó là như vậy nha. Rồi, để tiếp theo bổ sung cho nó chắc thêm nữa thì mình phải yêu cầu cái người bán đất cho mình á, là phải có cái giấy chứng nhận kết hôn, đúng không ạ? Đấy, để biết được là ông kết hôn. Đấy, cái giấy chứng nhận kết hôn thì nó thể hiện rất là rõ ràng, đúng không ạ? Không được tẩy xóa. Đấy, phải có chồng có vợ, đúng không ạ? Và cả hai vợ chồng khi mà mua bán ký hợp đồng đặt cọc là phải cả hai vợ chồng đứng ra ký nhận cọc, và mình phải có giấy kết hôn để biết được rằng mình sẽ xem từ cái giấy chứng nhận, đúng không ạ, đến cái giấy chứng minh, đến cái giấy đăng ký kết hôn, đúng không ạ, rồi đến cái hộ khẩu, để mình nắm bắt được là toàn bộ nó đồng nhất một cái nội dung thì nó sẽ loại bỏ được cái vấn đề mà
đối tượng lừa đảo sẽ làm giả một trong những giấy tờ này, đúng không ạ? Đấy, cho nên trong trường hợp này là phải xác định cụ thể. Rồi, có những trường hợp như thế này mọi người phải chú ý, ví dụ như trường hợp trước đây á, là cái đối tượng này ở ngoài Bắc có cái số chứng minh khác và vào trong Nam có số chứng minh khác, đúng không ạ? Thì mình phải có thêm cái giấy gọi là xác nhận hai số chứng minh này là một. Ở đây tôi có cái giấy xác nhận, đúng không ạ? Hai số chứng minh này là một. Đấy, cho nên đó là một trong những cái mà mình phải chú ý. Thêm nữa thì hiện tại bây giờ là để có cái hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và nhà, thấy không? Thì phải có thêm cái bản trích lục. Cái bản trích lục lúc này là thể hiện cái diện tích, đúng không ạ? Mua bán thực, bởi lý do có thể trên cái giấy chứng nhận này là nó thể hiện một cái diện tích nó không đúng với diện tích thực tế, hoặc là quá trình sử dụng do bị lấn chiếm, hoặc là trước đây cái việc cấp giấy chứng nhận là do không có việc kỹ thuật đo đạc chính xác. Cho nên là cái việc mà mình phải yêu cầu bên chủ nhà đấy xác lập cho mình, nghĩa là tới phòng tài nguyên để xin trích lục hoặc đo vẽ lại đối với cái phần đất này để xác định được là diện tích bị tăng giảm hoặc bị đền bù giải tỏa hoặc bị kê biên như thế nào để mình nắm rõ nhá mọi người nhá. Đấy, cái qua đây á, là những toàn bộ những cái giấy tờ đấy để thực hiện một cái hợp đồng chuyển nhượng, một hợp đồng đặt cọc mua bán nhà và quyền sử dụng đất, đảm bảo quyền lợi cho mình, tránh cái vấn đề là bị lừa đảo như khách hàng của tôi ở cái việc vụ việc như trên nhá. Rồi đấy, qua đó thì mọi người tôi cũng muốn chia sẻ những cái kiến thức như vậy, mọi người chú ý. Nếu trong trường hợp mà mình gặp những trường hợp như thế này thì không có cái cách giải quyết thì có thể gọi điện thoại cho tôi hoặc để lại là lời nhắn ở phía dưới ở video này, thì tôi sẽ giúp cho mọi người có những cái kiến thức hơn nữa để mọi người thực hiện an toàn trong các cái giao dịch của mình.